Ngọc Ngày Số hôm nay xin giới thiệu thêm anh em một dòng điều hòa cửa sổ hàng nội nhật. Thì cái dòng này ở những năm trước thì em cũng lên video rất là nhiều và có một danh sách các cái dòng máy điều hòa cửa sổ, thì bạn có thể xem bằng các mục video danh sách phát ấy. Mình tạo một mục là danh sách phát các cái mục điều hòa cửa sổ cho em. Thì hôm nay đầu mùa thì em cũng tranh thủ là rối rãi lên hình được vài em cho các bạn đầu tham khảo. Thì em đầu tiên này đây, nhân tiện em đang test và vệ sinh thì cũng tranh thủ tháo mặt trước ra thì quay luôn cho anh em để anh em có thể hiểu qua cái sản phẩm này hơn. Thì cái dòng điều hòa cửa sổ này là điện áp 100V, công suất nó trung bình tầm 600W các bạn nhé. Thì cái điều hòa này thì để anh em sử dụng cho các cái dòng các cái kiosk hay những cái phòng nhỏ gọn hẹp khoảng tầm 7-8m² đổ lại thôi anh em nhé. Công suất nó tầm 5.500-6.000 PDU. Thì nguyên tắc hoạt động của nó thì hoàn toàn giống với cái điều hòa treo tường các bạn. Nó chỉ khác là dàn nóng và dàn lạnh nó tích hợp ở trên cùng một cái khối này luôn. Thì dàn lạnh ở phía trước, không khí đi qua sẽ ngưng tụ nước và được chảy ra ngoài. Đấy, và phía sau là cái dàn nóng. Không khí nóng sẽ là thổi phía sau và không khí lạnh thổi phía trước. Thì nên anh em để ở trong gọi là điều hòa cửa sổ, tức là các bạn để phía cửa sổ ấy, thì không khí lạnh sẽ thổi ở kia cửa sổ trước và nóng thổi đằng sau. Nếu các bạn để ở trong phòng kín thì nó sẽ bị trung hòa anh em nhé, nó sẽ không mát được. Đây là vị trí không khí lạnh thổi ra đây, nó đấy. Từ đây đến đây không khí lạnh thổi ra. Và hiện tại cửa gió đang thổi ra là tầm 16 độ C anh em nhé. Thì mình đang test đây, tất cả các cái thành đồng nó rất là đẹp luôn, nó đổ mùi hết. Đấy. Nếu mà ga thì không đổ mùi hết được, là các dàn đều lạnh hết rồi nhé. Đây là cái dàn thanh tản nhiệt này, còn rất đẹp, chưa vô oxy hóa đâu các bạn nhé. Riêng cái thanh đồng này nó dài nó phải tầm 45cm. Tổng chiều dài của máy thì chiều cao tầm 80, chiều ngang tầm 35, chiều sâu tầm 17 anh em nhé. Hệ thống mạch miếc điều khiển này anh em nhìn này, quá đẹp luôn. Anh em bật flash cho mọi người xem, sáng đẹp mê ly luôn. Đấy. Mồ hôi đổ hết từ trên dưới này, ga kiếc là không thiếu đủ luôn. Công suất đây to luôn cho anh em, 630W nhá. Đây màn hình mình để tăng giảm đồ đây. Đây hẹn giờ, các bạn hẹn bao giờ hẹn ở đây, tăng giảm đây các bạn nhé. Đấy, đơn giản thế thôi. Ở đây là cái vỏ nó này, cái chỗ này các bạn chỉnh cửa ngáp lên xuống này. Đấy, và trái phải được các bạn nhé. Để chỉnh đây để tiện cho anh em di chuyển. Cái mặt này thì anh em thích có thể sơn xịt lại, mình để nguyên vì là không nói quá xấu lắm, không thích sơn xịt luôn. Đây các kem nó bị oxy hóa niên đại, còn này đời cái chung cư bộ này nó đời tầm 2010 các bạn nhé, thương hiệu Kozumi. Đấy, 675W này, ga R22 nặng 22kg. Cái chỗ này là cái chỗ để chắn bụi, anh em thường xuyên vệ sinh, bạn bỏ ra vệ sinh cho mình để đỡ bị bụi nó bám vào cái dàn lạnh này, nó giảm hiệu quả của máy anh em nhé. Ở phía đằng sau của máy đây thì đây là cái vị trí dàn nóng thổi ra. Đấy, thì bạn sẽ phải cho không khí nóng này thổi ra phía ngoài, ngang nó tầm 5cm 7cm, nhưng mà sâu từ trên dưới tầm 80cm các bạn nhé, tầm 70 thì bạn phải cho không khí nóng thổi ra ngoài. Còn điều hòa cửa sổ đây dàn nóng rồi, đẹp mini. Ở phía dưới kia là có một cái van nước, bạn có thể cho cắm dây và bạn cho nước nó chảy ra cái chậu đấy, vừa để buồng trong phòng luôn hoặc chảy ra ngoài tùy anh nhé. Máy chạy rất là êm, nhiệt độ đang ổn định rồi, lốc đóng căng rồi đến 16.2 độ C anh em nhé. Cửa gió thoát ra ở đây, gió rất là mạnh, anh em đảm bảo ngồi như mình hiện tại đang ngồi tầm hơn 1 mét đây, rất là mát nhé. Thay một cái quạt để anh em sử dụng rất là ok. Ở điện áp 100V và công suất tầm 630W thì các bạn lên sử dụng một cái đổi nguồn tầm 1000 trở lên thì ok, để máy hoạt động hoàn hảo và không hiện tượng bị hỏng lốc anh em nhé. Anh em cần liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Ok, xin chào anh em ở những video sau.